Đạo Đức Kinh của lão tử do ai viết? Thế là giải quyết xong được vấn đề lão tử xuất hiện thời nào. Còn vấn đề ai viết bộ đó, mọi người đều cho rằng do Môn Sinh viết. Đọc các tác phẩm triết học thời tiên tần, chúng ta không nên quên ba điều này: có rất nhiều ngu thư, nghĩa là những sách do đời sau Hán hoặc sau đời Hán viết như bộ Quản Tử bộ án thị xuân thu có lẽ cả bộ liệt tử nữa mà có người cho là của đời ngu tấn ngay cả những bộ chân thư như mặt tử trang tử cũng có nhiều thiên ngu tác như trong mặt tử chỉ có những thiên kim ái thượng đồng trong trang tử chỉ có những thiên tề vật luận tiêu giao du mới đáng tin là của mặt của trang còn cả phần mặt kinh và các phần ngoại thiên tạp thiên đều là của người sau cả ngay những thiên đáng tin nhất đó cũng chưa hẳn là do chính tay mặc tử trang tử viết mà có nhiều phần chắc là do muôn sinh chép theo phùng hữu lan điểm đó người trước đã nói nhiều người tôn tình diễn có lẽ ở đầu đời thanh bảo phàm gọi là sách của chư tử phần nhiều không phải là chư tử tự viết nghiêm khả quân cũng bảo các sách của chư tử đời tiên tần đều là do muôn đệ hoặc tân khách hoặc con cháu soạn không phải tự tay chư tử viết. Những sách thời đó, tới đời hán lại được các học giả sắp đặt, chỉnh lý lại nữa, và những bản mặt tử, trang tử lưu hành ngày nay, đời tiên tần không có. Khi chỉnh lý, họ thu thập tất cả các thiên họ cho là của một học phái nào đó, gom cả vào một bộ, đặt tên là mặt tử, trang tử, tân tử. Ngầm hiểu rằng đó là tác phẩm của cả học phái mặt, trang, chứ không phải của một người họ tuyệt nhiên không coi trọng quan niệm tác giả như chúng ta ngày nay mà chỉ chú trọng tới tư tưởng của mỗi phái họ chỉ cốt thu thập cho đủ không có óc phê phán không đặt vấn đề chân hay ngu cho nên trong hàng phi tử ta thấy có tư tưởng của đạo gia như những thiên giải lão dụ lão trong trang tử ngoại thiên và tạp thiên ta thấy tư tưởng của nho gia như thiên thiên địa gần đây mới có một số học giả như lương khải siêu diệp quốc khánh la căn trạch hồ chi tân ráng tìm xem đâu là chân đâu là ngu để định được tư tưởng của mỗi nhà ở một thời đại nhất định chứ không phải tư tưởng của cả một phái trong ba bốn trăm năm công việc đó cực kỳ khó cuốn lão tử cũng vậy không phải của lão tử viết vậy truyện doãn hỷ yêu cầu ông chép lại học thuyết trước khi qua ải chỉ là một truyền thuyết vô căn cứ mà của môn sinh có điều này hiển nhiên có những chương do người đời sau thêm vào và đại khái thì nó xuất hiện vào thế kỷ thứ tư nhưng có thể qua thế kỷ thứ ba nó mới có hình thức như chúng ta thấy ngày nay thuyết đó nghe được nhưng chúng tôi vẫn thắc mắc môn sinh viết mà tại sao không nhắc đến tên thầy không ghi lão tử bảo hoặc thầy bảo như bộ mạnh tử, mặc tử, hay là lão tử đọc cho muôn sinh chép. Nếu vậy thì chính ông viết rồi, điểm đó vẫn còn một nghi vấn. Tuy nó không phải của một người viết, nhưng nó cũng không phải là một tập lục, thu thập hết tư tưởng đạo gia vì đạo gia gồm lão, trang mà tuyệt nhiên không chứa tư tưởng của trang, không kể mươi chương do người sâu thêm vào còn thì tư tưởng trong lão tử vẫn nhất quán, vẫn là của một bậc thầy mà muôn đề đã chép lại. bậc thầy đó chúng ta không biết chắc chắn tên là gì, sinh năm nào, chết năm nào, nhưng chúng ta có thể cứ gọi là lão tử hay lão đam, như từ trước tới nay như vậy có hại gì đâu? mà nếu đúng như lời phùng hữu lan đoán, tác giả lão tử là lý nhĩ, nhưng mượn tên một đại chân nhân thời cổ là lão đam để giấu tên thật của mình và để cho học thuyết của mình được tôn trọng hơn thì sao ta lại làm trái ý muốn của lý nhĩ tới đây chúng ta thấy bao nhiêu công trình khảo cứu trong hai 000 năm nay của cả trăm học giả đưa đến kết luận này gần hết những điều tư mã thiên viết về lão tử đều không đáng tin may lắm là giữ được ít điều về quê quán tên họ dòng dõi, tư cách một quân tự ở ẩn của lão tử nghệ sử gia bạc bẽo thật Bản lão tử lưu hành ngày nay Có nhiều bản lão tử, bản dài nhất gồm khoảng 5.200 chữ, bản ngắn nhất không đầy 5.000 chữ. Bản lưu hành ngày nay dài hơn 5.000 chữ, chia là 81 chương ngắn, nhiều chương chỉ có trên 40 chữ, như chương 19, 24, 26. Chương ngắn nhất là chương 40 chỉ có 21 chữ, những chương dài nhất như chương 20, chương 38 cũng chưa đầy 150 chữ. Có lẽ từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch hán cảnh đế 156, 140 cho ý nghĩa trong lão tử thông thúy, nên gọi là kinh, và từ đó lão tử còn gọi là đạo đức kinh cũng như trang tử còn có tên là Nam Hoa Kinh. sở dĩ có tên đạo đức kinh là vì 81 chương chia thành hai thiên, thiên thượng từ chương 1 đến chương 37 gọi là đạo kinh, Thiên hạ từ chương 38 trở đi gọi là Đức Kinh. Sự đặt tên thiên như vậy chỉ do lẽ chương một chứ không phải trọn thiên thượng nói về đạo và mở đầu bằng câu, đạo khả đạo phi thường đạo. Chương 38 chứ không phải trọn thiên hạ nói về Đức và mở đầu bằng câu, thận Đức bất Đức, thị dĩ hữu Đức, vì nội dung các thiên phức tạp và các chương không sắp đặt theo một thứ tự nào cả. Đạo Đức Kinh mới đầu có bao nhiêu chương, chúng ta không sao biết được. Đời Hán có một bản của Nghiêm Tuân gồm 72 chương nhưng bản đó ngu tác, không đáng kể. Bản 81 chương ngày nay là của Hà Thượng Công và của Vương Bật. Tác phẩm không thuần nhất cả về hình thức lẫn nội dung. Một về hình thức, thể văn, xét chung thì những câu hay với số chữ thường cân đối, như câu đầu. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô dành thiên địa chi thủy, hữu, danh vạn vật chi mẫu, hoặc như trong chương 38. Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ. Nhiều đoạn có vần, như trong chương 2. Hữu vô tương sinh, nàng dị tương thành, trường đoạn tương hình, cao hạ tương khuyên, hoặc chương 39. Thiền đắc nhất dị thanh, địa đắc nhất dị ninh, thân đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, vạn vật đắc nhất dĩ sinh, hầu vương đắc nhất dĩ vi thiên hạ trinh. Nhưng chúng ta nhận thấy tiết điệu không đều, bốn câu trên, tiết điệu là năm chữ, câu thứ năm gồm sáu chữ, câu thứ sáu gồm chín chữ. Rồi đoạn sau cùng chương đó, lại đổi vần, đổi tiết điệu. Thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt, địa vô dĩ ninh tương khủng phế thần vô dĩ linh tương khủng yết, cốc vô dĩ doanh tương khủng kiệt, vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệt, hầu vương vô dĩ quyết cao tương khủng quyết. Bốn câu trên bảy chữ, câu năm có tám chữ và câu cuối chín chữ. Có thể bảo những đoạn có vần có điệu đó là bước đầu của thể từ phú hình thành ở cuối thời chiến quốc, đầu đời Hán, mà cũng là nguồn gốc của biền văn thịnh hành đời lục triều. Hai về nội dung, chúng ta thấy A à nhiều ý trùng điệp, chẳng hạn có năm sáu chương khuyên ta nên khiêm nhượng, đừng tranh với người. Chương 7, Thánh nhân đặt thân mình ở sau mà thân lại được ở trước Thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên. Chương 67, Không dám đứng trước thiên hạ bất cảm vì thiên hạ tiên. Rồi chương 68 tiếp theo, người khéo chỉ huy tự đặt thân mình ở dưới người, như vậy là có cái đức không tranh với người thiện dụng nhân giả vi chi hạ, thị vị bất tranh chi đất. Chương 73, đạo trời không tranh mà khéo thắng thiên chi đạo bất tranh như thiện thắng. Nhất là chương 22 và 66, lời giống hệt nhau. Chỉ vì mình không tranh với ai nên không ai tranh với mình phù duy bất tranh, cố thiên hạ mặt năng giữ chi tranh chương 22. Không tranh với ai nên không ai tranh với mình được dĩ kỳ bất tranh, Cố thiên hạ mặt năng giữ chi tranh chương 66. Bề tư tưởng có chỗ như mâu thuẫn. Chương 39 nói, thần được đạo mà linh thần đắc nhất dĩ linh. Chương 60 lại bảo, dùng đạo mà trị thiên hạ, chẳng những quỷ không linh mà thần cũng không làm hại được người, chẳng những thần không hại được người mà thánh nhân cũng không làm hại người đạo lị thiên hạ, kỳ quỷ bất thần, phi kỳ quỷ bất thần, kỳ thần bất thương nhân. Phi kỳ thần bất thương nhân, thánh nhân diệt bất thương nhân. Chương 19 bảo phải tuyệt nhân khí nghĩa mà chương 8 lại khen người rất thiện thì khéo giữ lòng nhân. Chương 5, trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm thiên địa bất nhân, thường giữ thiện nhân. Mà chương 79 thì, đạo trời không tư vị ai, chỉ gia ân cho người có đức thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Rồi chương 74 lại bảo có đấng ti sát tức đạo trời chuyên lo việc giết những kẻ phạm pháp. C có chương diễn tư tưởng của binh pháp gia như chương 69. Thuật dụng binh có câu ta không dám làm chủ mà chỉ muốn làm khách, không dám tiến một tấc thà chịu lùi một thước dụng binh hữu ngôn, ngô bất cảm vi chủ nhi vi khách, bất cảm tiếng thốn nhi thoái xích. Đề có chương giọng gây gắt như giọng mặt tử, mạnh tử, không phải giọng lão tử, như chương 53, triều đình thật ổ uế, đồng ruộng thật hoang vu, kho lẫm thật trống rỗng, mà họ bận áo gấm theo, đeo kiếm sắt, ăn uống chán mứa, của cải thừa thải. Như vậy là trộn cướp chứ đâu phải là hợp đạo. Triều thậm trừ, điền thậm vu, xương thậm hư, phục văn thái, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài hóa hữu dư, thị vị đạo khoa, phi đạo giả tai e có những chương không liên quan gì đến học thuyết lão tử như chương 44 khuyên tà khinh vật quý sinh như dương tử chương 74 cảnh báo nhà cầm quyền đừng dùng tử hình mà dọa dân nho mà cũng chủ trương như vậy điều đó chứng tỏ rằng đạo đức kinh có nhiều chỗ do người đời sâu thêm vào ai cũng nhận văn đạo đức kinh rất cô động nhiều câu rất vắng tắt mà thâm thúy như châm ngôn chẳng hạn khúc tắc toàn uổng tắc trực chương hai mươi hai đại quân chi hậu tất hữu hung niên chương ba mươi tri nhân giả trí tự tri giả minh chương ba mươi ba nhu nhược thắng cương cường chương ba mươi sáu tri túc chi túc thường túc hỷ chương bốn mươi sáu tri giả bất ngôn ngôn giả bất tri chương ba mươi sáu báo oán dĩ đức chương sáu mươi ba thiền vọng khôi khôi sơ vi bất thất chương bảy mươi ba thiên trì đạo tổn hữu dư bổ bất túc chương 77 tính ngôn bất mỹ chương 81 theo mắt can tên Marx thì một số cách ngôn đó đã xuất hiện trong dân gian trước thời lão tử và đạo đức kinh có thể coi là một túi khôn của dân tộc Trung Hoa